Anh ơi, anh vừa nào chụp giùm em tấm hình được không? Chụp nữ rồi. Anh ơi, lấy hướng này nha. Hướng qua anh ơi. Hai tấm nha anh ơi. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Cho em kiểm tra lại. Cảm ơn. Anh ơi, vui lòng chụp giùm em tấm hình được không ạ? Dạ. Chụp anh có người nha. Bên này nha. Chụp giùm em nửa người. Dạ, nửa thôi. Dạ, năm tham gia cái tấm hình được không ạ? Chị giúp em đi, chụp em chút xíu. Dạ. Hướng này nha chị. Hai tấm rồi chị ơi. Xin kính chào các bạn và các vị, mình và bạn gái thì may mắn dịp này đều đang có mặt trong thành phố Hồ Chí Minh, ở một nơi hết sức là đẹp, nên thơ và lãng mạn. Nhân cái dịp ngày đặc biệt này thì muốn làm một điều gì đó cho bạn gái. Và các bạn đang ngồi trước màn hình nhỏ, ta có thể bắt chước theo để phát kiếp FA trong dịp sắp tới. Tuy nhiên nếu mà ai không làm được thì có lẽ là còn khó lắm chúng ta mới có thể tận hưởng một dịp Noel hoặc là những cái lễ hội trong tương lai. Nhưng mà điều gì đến phải đến, và bây giờ mình phải làm để xem các bạn có nên học tập theo hay không cái đã. Bây giờ mình phải đi đón bạn gái. Cầu thang này hình như hơi cao so với chân dài của mình. Ở đây có nước bưởi không? Không có nước bưởi à? Đáng tiếc người em mình... Bất ngờ đi. Bất ngờ gì? Cho mình cái món chocolate cake này đi. Bất ngờ lại cho chocolate cake của mình. Hôm nay anh đưa em đến đây á. Tại sao anh đã bán trước vì có một điều rất là đặc biệt mà anh muốn làm cho em. Bây giờ nhưng mà trước khi anh muốn em phải bịt mắt lại cái đã. Được rồi. Thì em bịt mắt lại nữa nhé. Nhắm mắt lại đó. Đây là thắt lưng mà trước đây anh hay dùng, nhưng bây giờ anh bỏ rồi. Anh còn dùng chun, quần chun thôi. Có nhìn thấy tí gì không? Tay đâu? Đây. Cái gì đấy em sợ có biết không? Hộp quà. Hộp quà? Nói to lên rồi. Hộp quà. To nữa lên. Hộp quà. Nói to hộp quà. Hộp quà được chưa? Bây giờ em có muốn mở ra không? Có. Rồi, ok anh. Nhưng mà trước khi em mở ra á, anh sẽ nói cho em biết. Đây là món quà mùng 8 tháng 3 anh dành cho em. Trước đây hình như anh chưa tặng em quà 8 tháng 3 bây giờ đúng không? Nói to lên mà. Ừ, như là thế. Ngượng cái gì mà ngượng. Nào, chuẩn bị nhá, mở ra nào. Tèn tèn tèn.
Em có biết cái gì được không? S7 à? Em có biết tại sao em mua cái điện thoại này tặng em không? Không biết. Em hãy nhìn kỹ đi. Cái điện thoại này nó rất là giống em. Biết giống chỗ nào không? Ở đường cong à? Em nói chuyện cứ đường cong. Nhưng mà đúng rồi. Cái điện thoại nhá, rất là sexy. Quan trọng đây là hàng độc nhất vô nhị. Máy này chưa được bán. Trong cái bầu khí quyển này đang hít thở không khí, mỗi em là người phụ nữ duy nhất có cái máy này thôi. Em có tin không? Không tin. Em lên Google search mà xem. Máy này vừa ra mắt mà. Hơn nữa nha, cong mềm mại. Đưa cái tay ra anh chị thôi. Đó, sexy chưa? Nó lồi đúng chỗ luôn, lồi vừa phải mà có đường cong mềm mại giống như vậy em. Nó sốc dở. Sốc dở? Em có thích không? Đây là màu đen ạ. Màu đen? Có. Được, đúng rồi, quên. Đưa điện thoại đây, anh lắp xin vào. Không, em lại bảo là điện thoại mô hình, điện thoại đây. Xin giới thiệu với em. Em thấy cái gì đây chưa? Nano SIM. Còn đây là khe cắm thẻ nhớ này. Con này là bản này là bản 32GB nhá. Nhưng mà hôm sau anh sẽ mua thêm cho em cái thẻ 64GB. Em chụp đến khi mà mặt em biến dạng luôn, em vẫn chưa hết bộ nhớ. Thì cứ nói to có sao đâu. Em nói to lên xem nào. Nói sao? Nói to rồi. Mở máy lên. Máy gì vậy? Nhìn thấy chưa? S7S á. Không phải mô hình, không tí lại bảo là cậu là bảo là đưa cho cái mô hình. Mẹ dở. Tặng thật đó. Không tin à? Không. Tại sao không tin? Khó tin. Nói to nữa sao mà chẳng. Khó tin quá. Sao lại khó tin? Tại sao lại tặng một món? Chưa gì là mở camera lên rồi. Từ sau tối như thế này mà nó chụp như ban ngày. Chụp từ từ thôi. Quá đẹp. Trời ơi, không thể tưởng tượng nổi. Em có biết lý do gì nó chụp đẹp như thế này không? Camera này là f1.7, hiện nay là độ mở gần như là lớn nhất có trên điện thoại di động rồi. Phía sau kìa, sáng trưng. Ừ. Ai nhắn tin kìa. Nhưng mà quan trọng đấy, điều vi diệu con này em biết là gì không? Là gì? Bấm thử đây thì biết. Bấm hai lần. Camera bật lên chỉ trong hai nốt nhạc. À đúng rồi. Chụp thử cho anh tấm. Bình thường em chụp gà vãi, thử đổi điện thoại xịn hơn chụp xem có đẹp không. Tí này anh ra anh nhặt lại. Chụp chẳng có tâm gì cả, chụp ngang ra. To lên. Nó nữa lên, chụp nhanh lên ở 3, 2, 1. Được rồi, đưa đây xem nào. Lại đây. Thật ra bị rung tay nữa. Ờ, nhưng mà em thấy quan trọng chưa? Bắt được mặt. Mà tay nó vẫn giữ cái khoảng cách di chuyển đấy. Do con này có công nghệ dual pixel, lấy nét nhanh. Có xem quảng cáo không? Chưa xem video review của cậu không? Mang tiếng là người yêu đi vậy. Đây, thấy chưa? Quả này trông anh giống mà đệ tử Diệp Vấn không? Thằng này là Diệp Lục đấy. Không có đẹp nhờ. Xung quanh quá đẹp luôn. Màu áo các thứ đều hiển thị rõ. Cái này màu ngoài luôn. Cái này anh đem ra in để ví nhá. Không. Cái nào? Cái này đẹp nhưng mà bằng cái này. Camera này in để ví bét nhè luôn. Ủa sao mà đẹp chứ, được cái này. Lại sợ, quên người yêu luôn. Tóm lại anh muốn hỏi em một câu. Em có thích cái món quà này không? Có ạ. Thật không? Sao lại thích? Nó rất là đẹp. Nói to lên xem nào, chẳng nghe cái gì. Nó rất là đẹp. Đẹp cái gì? Thiết kế này cầm trên tay nó rất là... Gọi là gì nhỉ? Cầm rất là đầm tay, gọn cả. Còn mấy hôm nữa nó thay mình nó là review, chắc nó hạ kênh mình mất. Em có biết tại sao anh tặng em không? Tại sao? Vì 8 tháng 3 có thích không? Thật không, nó thấy. Rồi, ngồi đây anh bảo. Anh muốn nói với em một điều thầm kín mà bấy lâu nay bây giờ anh chưa dám nói. Nhưng mà có lẽ anh sẵn sàng để nói điều này rồi. Anh muốn nói với em là nãy giờ những gì chúng ta làm là một phần của cái bài review của chiếc điện thoại này. Ở đây có một cái camera, kia có một cái camera, và kia có một cái camera. Và mọi người có thể đến đây tạo người yêu em được không? Đây. Và bạn gái mình thì sẽ rất là thích hoa. Vì thế anh muốn tặng em 8 tháng 3 bó hoa. Sao chỉ có cười không vậy? Không phải là S7 à? Nói gì đi. Vừa rồi thì các bạn đã được thấy mình tạo ra bất ngờ với bạn gái mình nhân dịp mùng 8 tháng 3. Tuy nhiên thì đấy chỉ là
một phần của những thứ mà mình chia sẻ về cái chiếc Galaxy S7s. Còn có quá nhiều thứ khác vui vẻ và các bạn thể truy cập vào đường link đang hiển thị trên màn hình ạ. Chúng ta sẽ có nhiều cái để tìm hiểu hơn. Còn cái chiếc Galaxy S7s này thì chắc là của mình thôi. Của em à?